trộm 27 đồng hồ hàng hiệu tại Lào Cai, trốn xuống Hà Nội gặp ngay. 141. Sau khi trộm cắp 27 chiếc đồng hồ hàng hiệu tại một cửa hàng đồng hồ tại thành phố Lào Cai vào đêm mùng 1 tháng 7, đối tượng Lương Văn Thanh trốn xuống Hà Nội hòng tẩu tán tăng vật. Chiều mùng 2 tháng 7, tổ công tác Y15-141, Công an thành phố Hà Nội do Đại úy Đặng Chiến Lĩnh, Phó đội trưởng đội Cảnh sát giao thông đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại đường Lê Duẩn. Đến 15 giờ, tổ công tác phát hiện một nam giới đi bộ dưới lòng đường Lê Duẩn mang theo một ba lô có biểu hiện không bình thường, đã mời vào chốt kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, tổ công tác Y15-141 phát hiện trong túi sách của đối tượng có 27 chiếc đồng hồ đeo tay của các hãng khác nhau vẫn còn nguyên tem, mác có in giá từ 4 đến 21 triệu đồng mỗi chiếc của cửa hàng đồng hồ có tên đồng hồ kính mắt Trường Giang, địa chỉ tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Danh tính đối tượng được làm rõ là Lương Văn Thanh, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú, dân giao, Bảo Thắng, Lào Cai, đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Điều đáng nói, đối tượng ban đầu khai là toàn bộ số đồng hồ trên vừa mua lại của một người không rõ tên tuổi, địa chỉ ở bến xe nước ngầm. Khi cảnh sát đấu tranh, đối tượng kiên quyết không khai nhận. Đại úy Đặng Chiến Lĩnh liền xác minh nóng với cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lào Cai và cửa hàng đồng hồ kính mắt Trường Giang. Kết quả, cửa hàng đồng hồ kính mắt Trường Giang vừa bị mất trộm đêm mùng 1 tháng 7 và đã trình báo tại Công an thành phố Lào Cai. Đại úy Đặng Chiến Lĩnh cho biết, rất may là tổ công tác phát hiện kịp thời, đối tượng chưa kịp tẩu tán tăng vật. Chúng tôi rất vui và hạnh phúc vì vừa bắt giữ được tội phạm, vừa giúp đỡ người bị hại có cơ hội nhận lại tài sản đã mất. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã lập tức lên đường xuống Hà Nội, phối hợp với tổ công tác Y15-141, Công an phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng tiếp nhận đối tượng và tăng vật, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.